Xin chào cả nhà. Hôm nay Dung ăn gỏi xoài trộn với lại tôm cả nhà, với rau răm đồ nè. Cái món này thì rất là dễ làm. Nước mắm, ớt, tỏi mình làm cho nó vừa ăn thì trộn gỏi cả nhà. Cái món này thì làm ở trên kênh YouTube của Dung. Dung làm hai lần rồi, hai ba lần rồi, cho nên lần này không có quay cái lúc Dung làm nha cả nhà. Chỉ có ăn thôi. Dung ăn kèm với lại bánh đa nè cả nhà. Bánh đa này giòn giòn ha, mình ăn thay vì mình ăn cái này với lại bánh phồng tôm thì mình thay là bánh đa cũng được. Còn đây là Dung có một mớ rau cau này thì Dung đổ cái màu trắng này là cái nước cốt dừa cả nhà, màu đen là cà phê, cái màu xám xám với trong là cà phê sữa. Dung đổ cũng không có khéo lắm nhưng mà ăn thì rất là ngon, nó dai mà nó thơm lắm cả nhà. Rồi bây giờ Dung mời cả nhà ăn cùng nha. Tới công chuyện luôn rồi, cái món này là tới công chuyện với Dung luôn rồi. Bánh đa nè. Wow. Để một miếng bánh đa ha cả nhà. Rồi bây giờ là nước miếng bắt đầu nó nuốt ực ực rồi cả nhà ơi. Tới công chuyện luôn. Cái xoài này á là Dung bằm nha cả nhà chứ không có bào. Cái xoài mình trộn gỏi á mình nên bằm á, bằm nó sẽ trộn nó sẽ không có bị mềm. Quá chừng à, nuốt nước miếng ực ực tới công chuyện. Mời cả nhà nha. Nó đã cả nhà ơi, ngon tuyệt vời luôn. Cái bánh đa này ăn nó vô với lại cái này nè, nó béo béo quá đã cả nhà ơi. Tới luôn cả nhà ơi. Tới công chuyện rồi. Xong phim tới công chuyện luôn. Còn gì mà phải nói bằng cái món này, nó quá đã rồi cả nhà ơi. Nó phê cái giò gà luôn cả nhà ơi. Tới công chuyện. Dung bằm cái xài nó không có nhỏ đó, nó bự bự nè. Cái nó cũng ít ra nước cả nhà. Ngon cực kỳ luôn. Tới công chuyện cả nhà ơi. Nha, Dung mời cả nhà thêm một miếng nữa nha. Cực kỳ ngon luôn. Rất là vừa ăn cả nhà ơi, không cần phải chấm gì hết trơn á. Ngon tét nắp cả nhà ơi. Con tôm nào, con tôm nấy Dung mua á, nó bự á cả nhà, ăn cực kỳ đã luôn, phê cả nhà ơi, phê tới nóc nhà luôn.
Mấy cái món này là thôi. Có ai hụng rượu không? Chứ Dung mà giờ Dung muốn uống rượu luôn rồi cái món này á. Tê tái cõi lòng cả nhà ơi. Sao nó ngon dữ vậy trời? Vô không ngờ là nó ngon dữ vậy á. Xin lỗi chịu hết nổi rồi cả nhà ơi, nó phê. Ăn mà còn hơn là phê xì gà nữa cả nhà ơi. Kiểu này là xong rồi. Không có còn chỗ nào diễn tả nữa, nó ngon tiệt cú mèo luôn cả nhà ơi. Xong cái đội hình này luôn rồi, ai mà xem cái clip này của Dung là coi như là chết thằng nhỏ dưới ghe luôn rồi đó. Xong phim cả nhà ơi, rồi tiếp nữa cả nhà ơi. Ngon gì mà ngon dữ vậy trời. Không có chỗ nào để diễn tả nữa hết cả nhà ơi, quá đã rồi. Bữa nay Dung là coi như là lên xe phê luôn, phê pha luôn cả nhà ơi, phê pha cho nó quên đời cả nhà ơi. Cuộc đời này nó quá buồn rồi, mình phải phê pha thôi. Tiếp cả nhà ơi. Không thể nào diễn tả được cái ngon.
cái xoài nó thấm ở cả nhà, ăn cực kỳ ngon luôn. Dung là làm cái dĩa này khổng lồ luôn, ăn là cho đã luôn á cả nhà. Lâu lâu mà bà Dung bà thèm một cái là thôi, bà chơi cho tới luôn cả nhà ơi. Wow, bây giờ bắt đầu nó nghe cái tới cái hơi cay rồi cả nhà ơi. Còn gì mà nói nổi, nó non nước này ngon quá xá rồi. Vô cả nhà ơi. Dung trộn nó chua, chua chua cay cay á, trời ơi nó đã. Cái xoài này á thì Dung trộn, Dung có nặn vô một tí xíu chanh cả nhà cho nó có cái mùi chua chua. Xoài này thì cũng chua nữa nhưng mà Dung thích ăn chua. Nó đã. Chính thức hôm nay tới công chuyện cả nhà ơi. Cái bánh đa nè, ăn với cái này đúng bài luôn cả nhà ơi. Dung thấy cái bánh đa này ăn ngon hơn cái bánh hồng tôm, ăn với cái này ngon hơn bánh hồng tôm đó. Hồi đó giờ Dung ăn Dung toàn là ăn với lại bánh hồng tôm không mà chưa có ăn thử qua bánh đa. Không ngờ ăn bánh đa nó ngon như vậy cả nhà. Cả nhà làm thử đi. Bảo đảm luôn á. Dung bảo đảm cả nhà ăn bánh đa với cái này mà không ngon á thì qua Singapore kiếm Dung chửi vô mặt Dung. Bảo đảm luôn. Cả nhà cứ ăn cái bánh đa này với cái gỏi xoài này đi. Nếu mà không không ngon á ha. Cái bánh đa này mà cả nhà ăn với lại gỏi xoài với tôm này mà không ngon á, qua Singapore kiếm Dung chửi vô mặt Dung. Cực kỳ ngon. Ta nói sao vậy ta? Nó phê. Phê giống như là phê pha cần sa luôn rồi. Giống như mà ở quê á, mà mấy cái con gà mà Dung nhớ ở quê Dung á, có mấy người mà nuôi gà, người ta cho gà ăn cây cần sa, gà nó rất là mau lớn. Hôm nào mà chiều mà không có chưa tới giờ cho nó ăn mà pha cần sa, con gà nó đi quẹo cổ qua quẹo cổ lại nhìn mắc cười lắm cả nhà. Sao mà ngon dữ vậy trời.
sao bánh đa này á, nó giòn á, ăn cực kỳ đã luôn. Wow, Dung ăn nãy giờ à, 2-3 cái bánh đa rồi á. Quá tê à. Tê chữ E kéo dài cả nhà ơi. Ngon lắm cả nhà ơi, cả nhà nhất định. Nhất định phải thử món này. Ăn giống như Dung gì nè nha. Ăn với cái loại bánh đa nha cả nhà, cực kỳ ngon. Dung á, cái nào mà ngon cực kỳ á, Dung ấy chia sẻ cho cả nhà. Cả nhà thấy ăn là ăn thử đi, không ngon là đi qua Singapore kiếm Dung, lại nhà Dung luôn, cho địa chỉ lại. Chửi vô mặt Dung, bà làm cái món ăn dở muốn chết mà bà lên bà nói ngon. À Dung mà ăn cái món nào mà cả nhà nói thấy Dung ăn mà cả nhà làm ăn giống như Dung ha, mà thấy dở cả nhà cứ chửi Dung. Ngon gì mà ngon dữ vậy trời ơi. Cái kiểu này là ai mà ngồi xem tôi ăn là chết dưới ghe, chết nhỏ dưới ghe. Wow, quá ể rồi, quá ể thợ mộc rồi. Ở quê mà người ta kêu cái này là kêu bằng quá ể thợ thợ mộc. Hết bài luôn cả nhà ơi. Cái món này là thôi ăn với nhất thiết là phải ăn với lại bánh đa nha, bánh đa nha, hết bài luôn. Rồi tiếp cả nhà ơi, chết nhỏ dưới ghe. Không ngờ là nó ngon như vậy. Rồi. Quá phê à. Nó ra có tí xíu nước nha cả nhà. Bằm á, nhớ là cái xài mình bằm nha cả nhà, bằm mà cái cọng nó to to vậy nè. Đừng có bào, bào là mình bị thất bại. Là cái xoài mình trộn lên nó mềm mà nó ra nước. Còn mình bằm như vậy nè, trộn lên cái xoài mà nó giòn mà nó ít ra nước.
quá đã cả nhà ơi. Có ai phê không? Cái Dung Dung giờ Dung phê Dung hết thấy đường luôn á. Phê luôn. Cái clip này Dung làm ha. Cả nhà mà thấy Dung ăn mấy cái món như xoài hay là đồ chua đồ gỏi đồ nằm mà thích Dung ăn về gỏi á thì cứ comment yêu cầu Dung sẽ làm tiếp những cái món gỏi khác nha. Dung sẽ làm tiếp những cái món gỏi khác chia sẻ với cả nhà rồi Dung ăn cho cả nhà xem. Dung là ăn hết mình luôn á, ăn nhiệt tình lắm, Dung không có mắc cỡ. Rồi tiếp cả nhà. Tết phút cuối à mà nó còn phê. Ăn tới cái rau câu nha, cầm tay nha cả nhà, mời cả nhà ăn miếng nha. Dùng lấy miếng mía dưới để cái miếng này cho cả nhà xem, chứ lấy là nó bị mất cái lằn đen chính giữa. Thêm một cà phê thơm quá. Cà phê Dung đổ là cái loại cà phê hiệu cứt chồn á cả nhà, cực kỳ thơm luôn. Ăn xong cái này á, tráng miệng cái rau câu nè, cực kỳ ngon. Nó no. Rồi cả nhà ơi, video của Dung đến đây cũng xin được tạm dừng. Nếu như ai mới lần đầu mới đến kênh Dung thì bấm đăng ký và chuông theo dõi để mỗi khi Dung có video mới á, thì cả nhà mình sẽ nhận được ha. Dung cảm ơn rất nhiều, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Bye bye.